Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay á mình tiếp tục đến vườn của anh Tuấn thuộc huyện Marak, tỉnh Đắk Lắk. Mình đang có mặt tại vườn của anh. Hiện tại mình đang quay qua con xem á. Đối với vườn vải của anh đã được 3 năm tuổi thì mình cũng quay và hướng dẫn và chia sẻ với con trong giai đoạn mà vải ra hoa và chuẩn bị nở hoa, xả nhụy. Thì trong những cái giai đoạn này thì bà con chúng ta cần làm những cái bước gì và những cái vấn đề quan trọng trong giai đoạn nở hoa này cần khắc phục những cái biện pháp mà thời tiết mưa phùn hoặc là nắng nóng thì chúng ta cần làm những gì. Thì hôm nay mình sẽ đi quay rất là chi tiết và cụ thể cho con xem đối với vườn vải của anh Tuấn và những bà con nào đang có hiện trạng vải như trên clip thì con có thể áp dụng vào những cái phương pháp mình hướng dẫn chia sẻ với con xem. Mình quay rất là chi tiết là những cái chuỗi vải này, có nghĩa là chưa phân hóa hoa hay gọi là chưa nở trắng hoa, chưa xả nhụy á. Còn lại á đang lên chuỗi như thế này, đang phân tầng như thế này. Thì trong giai đoạn này thì bà con cần phun những dòng thuốc gì để cho cái vải chúng ta nó đạt hiệu quả cao và tỷ lệ ra hoa cái nhiều hơn là hoa đực. Thì bà con xem nè, thì vải một số bà con chúng ta hay thắc mắc tại sao ra vải đơn, vải lẻ không ra vải chùm. Thì hầu như á cái yếu tố giúp cho hoa chúng ta hiệu quả cao thứ nhất là nhờ côn trùng thụ phấn, ong, bướm, ruồi và một số côn trùng có lợi khác. Thì cái vấn đề đó đòi hỏi bà con phải lúc mà ép hoa làm cho hoa chúng ta nó nở đúng thời điểm, đúng vụ. Đặc biệt á, đối với cây vải á, thì rất thích thời tiết lạnh. Thì khi lạnh á, thì tỷ lệ ra hoa rất là nhiều, ra ngồng rất là nhiều so với thời tiết nóng. Có thể thời tiết nóng một số đám vải chúng ta khoanh vỏ cũng không có ra. Như trên clip mình đang quay con xem á, là vải này đã khoanh rồi. Và khoanh một phân và cây đã liền và ra hoa rất là đẹp. Nên mình nhắc lại bà con là cái thời điểm khoanh và cái thời điểm xiết nước, già lá để cho hoa chúng ta ra đúng thời điểm, đúng thời vụ. Clip này mình đang quay bà con xem á, là ngày 15 tháng 2, 2023. Thì đối với khu vực này hiện tại là thời tiết nắng đẹp, không có mưa. Thì những cơn mưa rào thì hầu như là bà con chúng ta không thể biết được lúc nào. Thì trong giai đoạn ra ngồng này chưa nở hoa, chưa xả nhụy thì con phải điều tiết cho mình trong giai đoạn này. Đối với vườn chưa xử lý nấm bệnh thì con tiến hành xử lý nấm bệnh cho mình. Đặc biệt bà con phải lựa chọn những dòng thuốc trị nấm không gây hại, không nóng đến chuỗi hoa. Đó là việc đầu tiên mà con xử lý cho mình là nấm bệnh. Cái thứ hai bà con phải phun cho mình là dưỡng hoa, dai cuốn hoa và đậu hoa. Thì cụ thể bà con thể là phun cho mình là canxi bo và sâu lắc. Đó là những cái dòng thuốc cơ bản sơ mình giới thiệu con. Thì bà con có thể tìm những dòng thuốc đó, phải tìm đúng những loại thuốc tốt, hiệu quả cao, không nóng, không ảnh hưởng đến hoa để con phun trong giai đoạn này. Thì đặc biệt đối với giai đoạn này á, mình sẽ quay hết vườn cho con xem. Thì có những cây á, thì đang xả nhụy trắng hoa. Tí nữa mình sẽ quay rất là chi tiết cụ thể cho con á, ong rất là nhiều. Thì nếu mà ong nhiều á, thì dẫn đến tình trạng là xả nhụy, tắt cánh hoa sẽ hình thành quả non rất là hiệu quả và đạt năng suất rất là cao. Thì một số nhà vườn á, thì trước đây mình cũng chia sẻ nếu bà con có điều kiện có thể là cho những người nông dân mà hay nuôi ong á, có thể để trong vườn mình lấy mật. Thứ nhất là cái người để ong họ thu được mật, cái thứ hai là vườn mình cũng giúp cho cây được thụ phấn tốt, để tỷ lệ ra hoa cái nhiều hơn hoa đực, sẽ làm cho cái năng suất của cây vải chúng ta đạt vải chùm rất là nhiều. Thì toàn bộ cái vườn này á, cây rất là xum xuê, lá rất là xanh đẹp, nói chung là cách tỉa cành tạo tán cũng rất là hiệu quả, mình hướng dẫn rất là chi tiết cho nông dân. Những cái vấn đề trong giai đoạn này á, đối với vùng đất mà khô hạn, đất cát thì bà con vẫn phải tưới giữ ẩm cho mình nha. Đối với giai đoạn này bà con tưới nhẹ, không tưới đậm và không tưới quá nhiều nước. Vì đặc biệt trong giai đoạn này nếu như hoa chúng ta ra ngồng như này mà không có giữ ẩm á, dẫn đến cái chuỗi hoa chúng ta nó sẽ bị héo. Thứ nhất là héo do thời tiết, cái thứ hai héo là không đủ nước. Thì trên vườn mình qua rất chi tiết á, thì nông dân cũng lắp hệ thống tưới nhỏ giọt rất là chi tiết và cụ thể. Thì sau này khi mà chỉ cần cảm thấy nhiệt độ cao và độ ẩm trong đất
khô cằn thì bắt đầu mình tưới giữ ẩm. Đó là vấn đề nước. Thì hầu như á, đối với cây vải mình chia sẻ với con rất nhiều clip, nhưng mà mỗi năm, mỗi hiện trạng, mỗi clip mình sẽ chia sẻ lại cụ thể cho con. Thì trên vườn đó mình quay con xem đó, cây nào cũng ra hoa. Vườn này thì tới 500 gốc vải, hầu như tỷ lệ ra hoa đạt 90-95%, còn lại một số cây không ra hoa được thì do thứ nhất là cây chưa đủ tuổi, nên và cái thứ hai nữa là lá lọc non lúc khoanh lọc non rất là nhiều nên là không có kịp, thì tỷ lệ để đạt vườn 100% hầu như là không có. Cái này mình chia sẻ mà nói với con thẳng luôn vấn đề này, thì hầu như đạt 90-95% là hoàn hảo nhất của vườn chúng ta khi mà khoanh vỏ và phân hóa mầm hoa cho cây vải chúng ta ra hoa. Thì hồi nãy giờ mình nói rất là chi tiết và cụ thể về toàn bộ những cái quá trình mà phun thuốc để cho cây vải chúng ta đạt năng suất cao, và mình nhấn mạnh thêm yếu tố là trong lúc chuẩn bị nở hoa và lên ngồng hoa cực đại, chuẩn bị trắng hoa, trường hợp có những cơn mưa rào hay cơn mưa sớm đầu năm thì bà con cần xử lý những cái biện pháp gì. Thì ở đây theo quan niệm của mình chia sẻ cho con luôn á, trong giai đoạn mà mưa như thế này thì con sẽ phun nano hợp kim và nano canxi hoặc là sao lắc, có là những cái dòng mà chuyên giảm được tối thiểu nhất về vấn đề là chống mưa, hạn chế được cái mưa axit đầu mùa dẫn đến tình trạng là cháy hoa, teo cuốn hoa ở trường hợp mà gặp mưa đầu mùa. Thì đặc biệt mưa đầu mùa thì bà con cũng biết những cơn mưa đầu mùa rất là gây hại, ảnh hưởng đến hoa mà khi đang nở. Đó là mình chia sẻ với con. Còn nếu thời tiết thuận lợi thì bà con cứ để cho hoa nở đồng loạt và nở rộ bình thường. Còn thời tiết mưa thì mình chia sẻ với con, bà con dùng những dòng thuốc nào hiệu quả xử lý được vừa nấm cuốn vừa giúp cho dây cuốn hoa và hạn chế được tình trạng là mưa axit, bà con nên phun cho mình trong giai đoạn mà mưa đối với cây vải. Đó mình sẽ con. Thì toàn bộ vườn này thì rất là rộng và dài, nên mình chỉ quay chung cho con một vùng của cái vườn này để con xem và theo dõi và áp dụng vào cái kỹ thuật đối với vườn chúng ta cho hiệu quả. Vì năm nay là thời tiết có những vùng lạnh rất là nhiều nên dẫn đến tình trạng là xiết nước khoanh vỏ ra hoa rất là nhiều, và có những vùng là thời tiết nóng nên dẫn đến tình trạng là vải không ra hoa được. Nên qua đây bà con cân nhắc lại và chăm sóc cái vườn cho cái vải chúng ta nó đạt được năng suất cao ở mỗi năm và mỗi thời điểm khác nhau. Thì bà con cứ xem hết clip và đăng ký kênh, mình sẽ luôn cập nhật tất cả các giai đoạn theo thời điểm cho con xem. Thì đây là giai đoạn đang nở hoa đồng loạt và xả nhụy, thì sắp tới mình sẽ quay thời điểm quả non và cần chăm sóc như thế nào cho hiệu quả để bà con chúng ta có được một mùa bội thu. Xin cảm ơn bà con ạ.